Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 1 năm 2019. Cơ sở chúng em lại muốn giới thiệu đến cho các bạn những cái loại lan rừng hàng đẹp có và hàng thanh lý có nhé các bạn nhé. Hôm nay em sẽ giảm giá xả hàng tất cả các mặt hàng mà phiên hôm nay em còn luôn. Thì các bạn xem thích lấy loại lan nào được thì hãy đặt mua luôn trong ngày hôm nay nhé. Em tên là Triệu Ngọc Bền. Em ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn. Và số điện thoại để liên hệ trực tiếp với cơ sở chúng em là số 0984754102 nhé các bạn. Các bạn đặt hàng thì em sẽ gửi hàng qua bưu điện cho các bạn và các bạn sẽ có nhân viên bưu tá giao hàng tận tay các bạn và thanh toán tiền hàng tiền cước trực tiếp với các bạn nhé. Đó. Và bây giờ đi vào giới thiệu luôn những mặt hàng mà ngày hôm nay em có. Ở đây em còn có một số cây lan đai châu. Một số cây lan đai châu này đây thì em còn có hai cặp đai châu này. Hai cặp đai châu này em bán mỗi cặp là 150.000 ạ. Đó. Đấy, hai cặp đai châu này mỗi cặp là 150.000 thôi. Cây bây giờ đang nụ nhá các bạn nhé. Đai châu thì bây giờ đang nụ này. Đấy. Nụ đai châu đây. Đó. Đây. Còn tất cả là 4 cây đây nhá các bạn. Đấy, rất ưu tiên cho bác nào mà lấy hết 4 cây này luôn. Và còn đây thì loại cặp này thì em còn 4 cây. Loại lá bản lá to nhá, là ngắn lá to này. Đấy. Là ngắn mà lá rất to luôn các bạn ạ. Mỗi cặp này có giá là 250.000 nhé các bạn. Em chỉ có 4 cây thôi. Đấy, bản lá to, lá mít luôn đi nhá. Đó, lá mít là ngắn nhá. 250.000 một cặp ạ. Đó. Rất đẹp luôn, cũng có 4 cây thôi các bạn. Đấy. Rất ưu tiên cho bạn nào mà lấy hết đi nhỉ. 4 cây, cả 4 cây luôn. Còn đây là 3 cây cáo. Phải nói là lá mít rất là mít luôn rồi. Lá rất là to này. Đó. 4 cây đai châu này. Em nói nhầm các bạn. Hôm nay thì em còn đang bị ảnh hưởng cái gió mùa là còn đang hơi bị cúm. 3 cây đai châu lá mít này cực kỳ là to luôn. Lá rất là to mà lá ngắn rất đẹp luôn. Đấy, cây này thì hơi nhỏ hơn so với hai cây to này đôi chút. Đây, cây này lá cực kỳ là to này. Đấy. Cây này lá rất là to nhưng mà bị vỡ mất một lá nhé các bạn nhé. Đây này. Cây này bị vỡ mất một lá nhé. Đấy. Cái lá gốc này thì không cần kể đến đâu. Lá gốc này để nó ôm cái vòi hoa thôi các bạn ạ. Đấy, cây to này. Đó đây. Đấy, chi tiết từng cây đây. Đấy, lá bên dưới này cũng bị vỡ lá một chút nha các bạn. Ba cây này em để giá là 700.000 thôi. Ba cây lá mít, lá rất là to luôn. Đấy. Như cây này thì lá của nó bị sâu một chút này. Đó. Ba cây này là 700.000 nhá. Và tiếp đến đây thì em có được những cái phần trần tuấn để chia sẻ cho mọi người đây. Thì ở đây có 4 phần. 4 phần mỗi phần là 200.000 nhé các bạn nhé. Những cái phần trần tuấn của phiên hôm nay thì được thân rất là to luôn á. Đấy. Như phần này đây thì có 1, 2, 2 thân tơ này. 2 thân tơ. Ở đây 3, 4 thân tơ các bạn ạ. Trần tuấn thì bây giờ đang ra nụ nhé các bạn nhé. Đây này. Đây là cái nụ của trần tuấn đây. Đang trên đỉnh này. Bây giờ nó mới bắt đầu ra nụ thôi nên là có những mắt ngủ mà nó vẫn chưa, còn chưa ra nụ đâu các bạn ạ. Những phần này đều giống nhau hết nhé các bạn nhé. Đấy, thân rất là to và dày. Thân to dày này là sẽ rất khỏe các bạn ạ. Mà chỉ có 200.000 một phần thôi nhé. Đấy. Còn ở đây một phần này
Em để giá cho các bạn là 500, có hai dề nhé các bạn. Phần này là hàng dề. Đấy. Mỗi dề này có rất là nhiều ngọn cây tơ luôn. Hai dề này phải chừng khoảng 10 ngọn cây tơ. 1 2 3 4 4 ngọn tơ ở bên này này. Dề bên này có 4 ngọn tơ nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ui, dề bên này có 8 ngọn tơ luôn các bạn. Đấy. Hai dề này có giá là 500.000 nữa các bạn. Và tiếp đây em có thêm cái hàng trầm của Lào nhé các bạn. Trầm Lào. Đấy, cây cong cong luôn. Hàng này thì không phải hàng đẹp lắm nên là em cũng bán để cái giá rất là rẻ cho các bạn luôn. Đấy. Trầm này là trầm rừng Lào nhé các bạn nhé. To nhỏ có lẫn lộn nhau nhé các bạn. Cái này thì em sẽ không cần chọn, không chọn được hàng đẹp nữa mà nó sẽ có cả hàng gãy đôi chút. Nhưng mà gãy nó rất ít ít thôi các bạn ạ. Như cái này là nó bị gãy cái thân già. Còn thân tơ đây, khóm này có tới 3 thân tơ luôn này. Đấy, trầm Lào thì nó mới xuống lá. Đó, rất đẹp luôn. Cứ phải nói là gần như là không có hàng gãy các bạn. Đây có dề này, thì nó có gãy một vài thân đây. Đấy, dề này chắc phải để ra thôi các bạn, tại vì nó gãy nhiều quá. Đấy, có những dề rất là đẹp luôn. Đó. Ưu tiên những bác nào mà lấy số lượng nhiều trên 5 lạng trở lên thì em sẽ ưu tiên hàng dề hơn nhé các bạn nhé. Còn các bạn mà mua lẻ lẻ một vài ba lạng thì em cũng sẽ bán được cho các bạn thôi, nhưng mà nói chung là em sẽ cân được cho các bạn những cái phần hàng nó dề nó nhỏ hơn nhé các bạn nhé. Thì cái này em bán giá là 1 triệu 300 nghìn thôi. Là trầm tím của Lào nhé, hoa cực kỳ thơm mà dễ thuần nhất. Đấy, chứ còn trầm Myanmar thì nó rất là rẻ. Trầm Myanmar thì nó rẻ hơn một nửa luôn ạ các bạn ạ. Trầm Myanmar thực sự là nó rất là to đẹp luôn mà nó lại rẻ. Mà dòng trầm Myanmar thì nó khó thuần nhé các bạn. Trầm Myanmar cây to khỏe á. Và còn đây em có một ba phần kèn rừng nhé các bạn. Đây là ba phần kèn rừng. Mỗi phần này có tới 5 thân tơ nhé các bạn. Đây, 1 2 3 4 4 thân tơ các bạn ạ. Mỗi phần này là có 4 thân tơ nhé các bạn. 1 2 3 4 thân tơ các bạn ạ. Mỗi phần này em để giá cho các bạn là 500 nghìn nhé. 4 thân tơ. Ở đây em có 3 phần thôi, em chia phần cho nó xem đều nhau hết rồi các bạn nhé. Đây hai thân tơ đây rất là to đẹp luôn ạ. Đó. Mỗi phần này là 500 nghìn nhá, 3 phần ạ. Đấy, thân tơ nó dài chừng khoảng 40 50 phân nhé các bạn. Nó dài chừng khoảng 45 phân này, 40 45 50 phân nhé. Còn ở đây thì em có những cái phần nó giá rẻ hơn là 350.000 một phần thôi. Ở đây có 4 phần nhé các bạn. Ở đây có 4 phần là 350.000 nữa. Mỗi phần này thì nó có chừng khoảng 5 thân tơ. Đây là một thân tơ này. Thân tơ này nó bị gãy đi thì đôi gãy cái đầu này. 1 2 3 4 5 thân tơ các bạn ạ. 5 thân tơ mỗi phần ạ. Đó. Là 350.000 thôi. Và còn ở đây em có những cái bảng ý thảo ba màu đã thuần nhé các bạn. Ý thảo ba màu hàng thuần. Mỗi bảng này có chừng khoảng 2 3 thân tơ. Thì mỗi bảng này em để giá cho các bạn là 80.000 một bảng nhé các bạn. 80.000 một bảng nữa. Và còn đây là hoàng thảo vôi Bắc nhé các bạn nhé. Hoàng thảo vôi Bắc có giá hôm nay em để giá
Thanh lý xả hàng cho các bạn là 220.000, loại hàng đẹp nhé các bạn nhé, hạn chế gãy cực kỳ là ít. Như ở đây nó như cả dề như này đây thì nó gãy đi một vài thân thì em sẽ gửi hàng đi cho các bạn nhé. Cái chỗ này chủ yếu tất cả nó đều là hàng đẹp, chỉ có bị gãy đầu đôi chút thôi các bạn nhé. Những thân nào bị gãy rời thì em cho vào hàng cho vào cái loại hàng giống kia đấy. Như thân này đây nó nhỏ quá cho hàng giống đây đấy, hàng giống sẽ có giá khác hơn. Cái hàng giống này thì hôm nay em để giá là 170.000 này đấy, có chừng của 2 cân đấy. Còn đấy long tu xuân còn chừng của 2 cân hàng đẹp. Long tu xuân hôm nay em để giá cho các bạn là 230.000 ạ. Đó, hàng đẹp nhé các bạn nhé. Còn ở đây là hàng giống. Hàng giống hôm nay em để giá cho các bạn là 180.000 thôi nhé. Đấy. Hàng giống thì cây thân lá nó nhỏ hơn và thân nó ngắn hơn nhé các bạn nhé. Cái hàng đẹp thì lúc nào nó cũng dài, to đẹp rồi. Đấy. Còn đây là dáng hương tam bảo sắc. Dáng hương tam bảo sắc hôm nay em xả cho các bạn 120.000 một cân. Đấy, chỗ này chắc chỉ còn chừng khoảng 4 cân. 120.000 một cân nhá. Còn đây là bạch nhạn cũng 120.000 một cân em xả này. Đấy, bác nào lấy vào vườn thì lấy ủng hộ cơ sở chúng em để nhập hàng mới nhá. 120.000 một cân. Nhìn lá nó hơi héo héo chút, về các bạn ngâm luôn vào B1. Và chế phẩm hồng nguyễn cho em nhé, rồi chúng ta treo lên để khô nhé. Đấy. Và còn đây là lan đuôi chuột. Đuôi chuột hôm nay cũng để giá xả cho các bạn là 120.000 nhá. Còn đây là đuôi chồn bắc, chồn trắng bắc nhé các bạn nhé, hàng giống. Chồn trắng bắc hàng giống hôm nay xả cho các bạn là 160.000 1 kg. Đấy. Phiên hôm nay bán xả còn bao nhiêu em sẽ cho vào vườn ghép hết nhé các bạn nhé, nên là các bạn đặt mua để cho vào vườn thì nhanh tay đặt hàng nhé các bạn. Còn đây là chồn loại đẹp, chồn trắng, chồn bắc loại đẹp, cây to đẹp luôn các bạn nhé. Thì có giá là 220.000 nữa đấy, 220.000 nhé các bạn. Và còn ở đây là đùi gà Tây Bắc. Kia về được mấy cân đùi gà Tây Bắc đây, nhưng mà hàng nó không được đẹp mấy nhé các bạn nhé. Hàng thì nói chung em có lọc hết cái chỗ phần hàng xấu ra bên kia rồi. Hàng này thì tạm được. Đấy, thân vàng óng luôn, đùi gà Tây Bắc nhé các bạn nhé, đùi gà tròn nhé, hoa tím đậm đẹp luôn. Bây giờ đang chuẩn bị đi vào cái mùa nụ nhé các bạn. Đây là những cái mắt nụ mà nó đang bắt đầu sưng rồi nhé các bạn. Như lô trước thì nụ đã lên rất là to, nhưng mà lô này thì đang chuẩn bị nó sưng nụ thôi. Có giá hôm nay bán giảm giá cho các bạn là 200.000 một cân nhé các bạn. Còn ở đây cái hàng này thì nói chung là hàng xấu, hàng thân nhỏ xấu rời có nhé các bạn nhé, thân nhỏ có rời có này. Đấy, nó nói chung là chúng ta trồng để làm giống. Loại hàng này chúng ta lấy để làm giống nhé các bạn. Đấy, hàng này em để giá là 170.000 thôi. Đấy, bác nào đặt mua chỗ này chắc chỉ có chừng khoảng 2 cân. Đó. Còn ở đây là có chừng khoảng 1 cân u lồi, hàng cây ngắn vừa vừa thôi. Đấy, cân u lồi này em để giá là 250.000 một cân này. Còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên về được mấy cân đây? Có cả hàng dề đây. Bác nào thích hàng dề thì em cân cái dề cho này. Đấy, dề này rất là to luôn này. Sơn thủy tiên hôm nay em bán giá giảm cho các bạn là 180.000 một cân nữa. Còn đây là kiều mỡ gà. Kiều vuông mỡ gà nhé các bạn. Đấy. Kiều vuông mỡ gà có chừng là 2 cân, em cũng để giá luôn là 180.000 một cân ạ.
Bê trồn. Còn đây là hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua rất đẹp luôn á. Hoàng thảo môi tua hôm nay bán xả cho các bạn 100.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy. Còn đây là lan báo hỉ. Lan báo hỉ thì 180.000 1 kg. Lan báo hỉ thì bây giờ bắt đầu đang vào đi mùa nụ nhé các bạn. Lan báo hỉ thì cho hoa màu tím đậm rất là đẹp luôn, ra những chùm hoa rất là đẹp luôn á. Như cây này đây là những cái, đây là một cái nụ đá dài ra khá là dài này. Đấy, đây là nụ lan báo hỉ nhé các bạn. Còn đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng có giá là 130.000 1 kg nhé các bạn. Đấy, các bạn nào mua hàng thì đặt mua luôn phi năm nay này, em bán xả hôm nay thôi nhé. Còn đây là kiều vàng. Đấy, kiều vàng hôm nay bán xả giá 100.000 1 kg nhé các bạn. Đấy, còn có chừng khoảng 7 kg gì đấy. Đây, kiều vàng đây. Kiều vàng thì lô này về cũng không được đẹp mấy đấy nhá các bạn nhá. Và còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì hàng lô hôm nay thì khá là đều đẹp nhau. Đây ạ. Đấy, kim điệp xuân đấy. Có những khóm nó hơi nhỏ. Nói chung là nhỏ quá thì em cũng sẽ lấy lọc ra thôi các bạn nhé. Các bạn yên tâm là sẽ được hàng đẹp đi cho các bạn. Kim điệp xuân hôm nay em giảm giá còn 120.000 1 kg nhé các bạn. Còn đây là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa hàng cây nhỏ thì kim điệp nhựa kể cả nhỏ nhỏ bây giờ đang ra nụ đây các bạn nhé. Đây, cây đang lên nụ đấy. Loại nhỏ này em bán giá hàng giống cho các bạn là 180.000 1 kg nhé các bạn. Còn đây là loại hàng đẹp. Hàng cây to đẹp đây. Thì những cái nụ bây giờ đang sưng này. Đó. Kim điệp nhựa hàng cây to đẹp này có giá là 240.000 1 kg nhé các bạn nhé. Loại này thì em giảm được 10.000 cho các bạn thôi. Giá bình thường luôn luôn là 250.000. Loại này có giá là 240.000 1 kg nhé các bạn nhé. Hàng đẹp, hàng dề đẹp luôn. Thân to mập mạp luôn. Đây. Đấy, rất là nhiều nụ luôn ạ. Lô này được rất là nhiều nụ. Và ở đây là hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc thân rất là đều đẹp luôn các bạn ạ. Hạc vĩ bắc có giá là, hạc vĩ bắc bây giờ đang sưng nụ nhé các bạn nhé. Đây này. Đấy, đây là đang những cái nụ đang sưng này. Đó. Rất là nhiều nụ đang sưng nụ rồi nhé các bạn nhé. Hạc vĩ bắc ạ. Gần như thân tơ nào cũng đang sưng nụ rồi các bạn ơi. Hạc vĩ bắc hôm nay em để giá là 260.000 1 kg thôi. Đấy. Loại hàng mà chúng ta cho vườn rất là thích, rất là dễ thuần. Mà dễ ghép vào bảng hoặc là ghép vào thân gỗ, thân cây. Loại này thì vùng miền nào cũng cho hoa. Hoa màu hồng rất là đẹp nhá. Đấy, hạc vĩ bắc còn hay còn gọi là phi điệp hồng ấy nhá các bạn nhá. Đó. Có giá là 260.000 thôi. Còn đây em còn phần ý thảo ba màu. Số ý thảo ba màu thì chắc phải gần hơn 2 cân. Đấy. Ý thảo ba màu hôm nay để giá cho các bạn là 180.000 nhá. Còn đây là long tu đá hoa tím. Long tu đá hoa tím hàng Tây Bắc nhé các bạn nhé. Đấy, hàng Tây Bắc. Thân vàng óng luôn các bạn ạ. Đấy. Thân long tu thân xanh hoa tím này hôm nay em để giá cho các bạn là 200.000 một cân ạ. Chắc chỉ còn mấy cân. Thân rất là to đẹp luôn. Còn đây là trúc mành.
Trúc mành thì hoa thì cực kỳ đẹp rồi. Hoa thì luôn luôn được săn đón cái loại này. Hôm nay em bán giảm giá cho các bạn là 230.000 1 kg nhé. Đấy. Về cái dòng trúc mành này nhá. Đây là trúc mành Tây Bắc chứ không phải là trúc mành Lào thì nó có cái thân nó mảnh hơn. Đấy. Rồi, vừa rồi là tất cả những cái mặt hàng lan mà em đã giới thiệu cho các bạn và giá chi tiết của từng loại rồi nhé các bạn nhé. Nên là các bạn đặt hàng thì trước khi gọi điện hãy làm cái đơn hàng trước để tiết kiệm ký thời gian chúng ta giao dịch. Đấy, em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn nhé.